Khoa Đậu xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn cùng đi với mình đi tham quan cái hoa vàng trên đồi cát của quê hương Bắc Bình, Bình Thuận. Hôm nay mình cũng hết sức là nhớ lại những cái năm mà mình đã đi qua đồng cát này rồi, những cái năm mà mình vác máy mình đi làm ảnh quay phim ở cái vùng đất Bắc Bình trên cái những cái đồi cát, mà lúc đó là coi như là nó những cái hoa vàng này chưa có, mà chỉ là có những đồi trọc rồi xung quanh nó là những bụi rậm rừng ô rô của Bắc Bình mà thôi. Cho nên là hôm nay là nhân dịp ngày Tết thì mình sẽ đi taxi, xe xuân taxi này đưa các bạn cùng đến vùng đất của Bắc Bình, Bình Thuận đó, đang đi trên quốc lộ 7, 6B đây các bạn. Và qua cái máy biển sẽ đến cái đồi cát, đồi trọc một trước kia. Bây giờ là nó là những cái hoa màu vàng đó, các bạn thấy chưa? Này là mình cho máy bay bay đi là toàn cảnh để các bạn ở xa quê hương có thể thấy lại cái quang cảnh của quê hương Bình Thuận. Mà đây là nơi đồi cát, gió cát hồi trước của Bình Thuận mình, đó là cái vùng đất Bắc Bình. Cây lá tràm này cũng trồng lâu rồi các bạn. Đây là nó chủ yếu là nó giữ cát và tránh gió bớt những cái, tại vì đây là vùng đất là đất cát, nắng vàng, rồi cát vàng, rồi gió rất là mạnh. Đặc biệt đây là vùng biển, các bạn vùng biển các bạn thấy là đường rất đẹp. Đây là những cái cây lá tràm trồng nói chung là cái loại này là nó rất là chịu hạn đó các bạn, nó rất là chịu nắng, như vậy là cái đặc điểm ở đây thì nói chung là du khách thì đi ngang qua đây và cũng hay thường ghé chụp ảnh chụp hình, và nhân ở đây là mình có điều kiện mình đưa các bạn mình thấy lại toàn cảnh của hoa vàng trên cái đất Bắc Bình, Bình Thuận. Các bạn thấy đẹp sao là sân taxi, rất đẹp các bạn, rất đẹp. Mình không nghĩ là kêu lá tràm mà ra hoa vàng đẹp như thế này các bạn. Toàn cảnh rất đẹp, một bên biển, một bên đồi cát rồi trồng hoa vàng, quá đẹp tuyệt vời các bạn. Mình cố gắng là mình cũng tranh thủ thời gian để mình đưa các bạn xem qua toàn cảnh này. Cho nên là cái clip này mặc dù nó có hạn chế về những cái hình ảnh nghệ thuật, nhưng mà mình cố gắng để đưa các bạn xem. Xuân taxi đây là cái hãng xe mà trước là anh hùng Nguyễn Văn Trang đã đến gặp mình. Mình có viết bài Xuân taxi này cho xe Xuân taxi hưởng ứng trong 6-7 năm nay rồi. Xin chào các bạn trong cái dịp Tết Canh Tý. Chúc các bạn thành công tốt đẹp và làm ăn gặp nhiều may mắn và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Xin chào các bạn.